Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken mặt nuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. Như Huyền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay, ngày 10 tây tháng 4 năm 2022 trên đài Lido Sài Gòn TV băng tầng 56.10 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên Facebook cũng như là trên YouTube nữa. À, ngày hôm nay đặc biệt là ngày chủ nhật à, một cái ngày mà cũng là sát sát cuối tuần cũng là đầu tuần. À, Lê Thái một lần nữa thì à, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đang theo dõi chương trình cùng với lại nhiều và Lê Thái cũng như gửi lời chào đặc biệt đến quý vị và em gửi lời chào đặc biệt đến chị như huyền cảm ơn Lê Thái sáng hôm nay Lê Thái nói gửi lời chào mà tay giống như là trong phim kiếm hiệp ở Hồng Kông <laughs> mình phải thành khẩn luôn, <laughs> rất là mình, thành khẩn. mình chào rất là dễ thương để cho uh, quý vị khán giả thương mình đúng không quý vị? <laughs> mà Lê Thái không cần làm thì cũng đã thấy dễ thương rồi, yeah, chào quý vị. Và chào Lê Thái và Như Hiền kính yeah. chào tất cả quý vị đang xem chương trình cà phê sáng ngày hôm nay nhiệt độ ngày hôm nay là drop hơn nữa thưa quý vị khoảng trên tới 5 độ là chỉ có sáu mấy độ mà thôi trời rất là mát và cũng nhớ đi uh, sau khi đi cà phê sáng thì cũng nhớ ra ngoài biển ăn sáng hoặc là đi chơi nhưng mà nói đi ra ngoài biển là lê thái cười thôi quý vị tại vì như rất là thích biển thưa quý vị mà không biết lê thái ai cũng phải thích biển hết phạm quý vị em cũng thích mà em đâu có nói không thích đâu em thích biển mà lê thái thích núi hơn thưa quý vị em thích biển nhưng mà không có bằng núi thôi nhưng mà thật sự là nếu như mà mình đi núi xa quá thì cho cái biển là cái lựa chọn mà thứ hai mình ở gần ngay huntington beach đây dạ và luôn beach chúng ta đi rất là gần là guna cũng lái xe khoảng chừng nửa tiếng thôi còn đi lên núi tất cả tiếng đồng hồ dạ rất là lâu và trong chương trình cà phê sáng thì như Huyền và lê thái và gửi đến quý vị những cái thông tin gần gũi quen thuộc mà nó vô cùng có ý nghĩa trong đời sống cái thông tin đầu tiên là một cái thông tin về sắc đẹp thưa quý vị sắc đẹp là như thế nào thường thì phụ nữ ở những cái lứa tuổi giống như là trên 40 45 hoặc 50 thì người ta cái quá trình lão hóa hoặc là cái quá trình mà tiền mãn kinh hoặc là sau mãn kinh ừ. hoặc là khi mà người ta đã qua một cái độ tuổi nhất định qua qua cái thời trẻ rồi thì cái làn da của chúng ta nó lại bị nhăn đi đúng không chị Như Huyền thường thường người ta dùng đến cái vấn đề mà can thiệp rất là nhiều hầu như là hầu như trên thế giới luôn là tiêm gì chị biết không tiêm botox Đúng không? Oh yeah. dạ. vâng kính thưa quý vị. À, những người phụ nữ tiêm botox là một cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Bình thường tại vì yeah. bây giờ là hầu như là nó 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 là một cái vấn đề mà nhìn giữ nhân sắc và uh, chống lão hóa cũng như là giảm làm cho những người phụ nữ chúng ta tự tin hơn thì có vấn đề rất là bình thường. Nhưng mà hiện nay thì à, kính thưa quý vị, theo hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của Mỹ đã ghi nhận là khoảng đến 811.000 thủ thuật tiêm botox ở phụ nữ 30 tuổi chiếm đến 18% toàn quốc. Có nghĩa là chưa đến cái lứa tuổi mà chúng ta bị nhăn da mà chúng ta đã đi tiêm botox rồi thưa quý vị. Thành ra đây là một cái vấn đề mà đáng báo động mà tất cả các chuyên gia cũng như giới y tế người ta cũng khuyên là chúng ta không nên tiêm sớm như vậy. Và cái thứ quý vị, botox còn có tên gọi là botulinum toxin là một cái loại protein nó là gây độc cho thần kinh thưa quý vị và về cơ bản thì cái chất này nó có tác dụng làm đông lại các nếp nhăn và tránh hình thành các nếp nhăn mới và đó lại tránh ly cái vết mà làm uh, những cái vết thằng uh, chân chim trên cái gương mặt của chúng ta uh, khi mà chúng ta có dấu hiệu lão hóa ở trên cái làn da trên gương mặt và tuy nhiên thì một số chuyên gia người ta khuyến cáo rằng là phụ nữ hay là cả nam giới luôn thì chúng ta không nên tiêm botox quá sớm vì cho rằng là cái botox thưa quý vị nó có có tác dụng nó không có tác dụng khi mà chúng ta tiêm quá sớm và nó lại gây tốn kém cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà về cơ bản thì botox là cái hạn chế chuyển động của cơ mặt. Nó là làm cách là nó giúp ngăn chặn cái acetylloclin dẫn đến cái chất mà truyền thần kinh chính và cái hợp chất này nó có tác dụng là ức chế sự co cơ và giảm chuyển động của gương mặt từ đó nó ngăn ngừa hoặc là lập chậm cái sự hình thành của các vết nhăn ở trên gương mặt của chúng ta theo thời gian và bác sĩ người ta nhấn mạnh rằng là chúng ta có thể trì hoãn hoặc là ngăn chặn cái hình thành nếp nhăn bằng botox thưa quý vị nhưng mà thật sự là rất là khó khi mà chúng ta khi mà đến một lứa tuổi nào đó chúng ta ngăn chặn được bởi vì nó là một cái quy luật tự nhiên. thành ra nếu mà chúng ta hầu hết chúng ta uh, dùng botox để mà chúng ta tiêm thì bác sĩ người ta cũng không nói gì nhiều nhưng mà tại vì nó quá tốn kém khi mà chúng ta tiêm quá sớm và tiêm botox là một trong những cái phương pháp an toàn và đáng tin cậy để mà người ta uh, tiêm và giữ gìn cái nhan sắc của người ta để mà nó không có bị tác dụng nghiêm trọng thưa quý vị. Và hiện nay thì ở uh, trong một cái nghiên cứu khác À, trong năm 2011 thì các chuyên gia người ta cho 45 phụ nữ tuổi từ 30 cho đến 50 tuổi người ta tiêm Botox 4 tháng một lần và kết quả nếp nhăn của họ giảm đáng kể là chính xác xong thì nha da của họ lại nhăn nheo trở lại sau khi mà người ta ngừng tiêm hoàn toàn và Botox vốn là một cái phương pháp tốn kém đòi hỏi cái sử dụng mà chúng ta phải lặp đi lặp lại nếu mà da chúng ta nhăn thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta tiêm và theo báo cáo thì là chi phí tiêm Botox hiện nay là trung bình là giá khoảng chừng 500 đồng một mũi và chuyên gia người ta khuyến nghị chúng ta là nên dùng kem chống nắng để bảo vệ da hoặc là sử dụng kem dưỡng ẩm kem dưỡng da để ừ. chúng ta duy trì cái làn da chúng ta ít bị lão hóa hơn hơn là chúng ta tiêm Botox thì nó sẽ nó sẽ be đờ hơn nó tốt hơn và chúng ta ít tốn kém và nó cũng phải trở lại cái vấn đề như cũ và phải tiêm đi tiêm lại rất là nhiều lần rất là nhiều hả cảm ơn lê thái dạ, vâng. và một trong những bản tin kế tiếp của ngày hôm nay là như muốn đưa tới quý vị những cái mẹo và để đi shopping mua đồ ăn đó thưa quý vị quý vị đó là một trong những cái tiệm nổi tiếng đó là home goods quý vị nào cũng biết trong đó không những bán đồ gia dụng mà còn những cái đồ gia dụng rất là đẹp đôi lúc những cái đồ nổi tiếng nó nằm ở trong home goods đó thưa quý vị mà cái giá nó rẻ hơn rất là nhiều và gần đây đồ ăn đó là cùng một trong những cái vấn đề ở trong này và cái giá nó cũng rất là rẻ cái đầu tiên đó là virgin oil thưa quý vị quý vị cũng thấy ở trên màn hình nó có tất cả các loại dầu mà dầu rất là tốt. Và trong đó có những cái loại dầu dầu như là virgin oil hoặc là cold press oils thưa quý vị. Là những cái loại dầu đó quý vị cũng biết là ăn rất tốt dầu olive rất thưa quý vị. Và nó có đủ loại hết, Chưa chắc quý vị đi vô Costco hoặc là đi vô trong Amazon hay những nơi khác nó có đủ loại dầu như vậy. Nhưng mà cái giá nó rất là phải chăng rẻ hơn nhiều so với ở bên ngoài. Và trong đó có bao gồm bơ nè, rồi những cái cửa hàng tạp hóa khác và bên đó nó có muối nè thưa quý vị. Như quý vị cũng muối là có đủ loại muối hết. À, uh, sea sauce rồi những cái loại muối như là Himalaya Himalaya là cái muối hồng đó thưa quý vị Cái muối đó nó ăn rất cũng rất là tốt ở tại những cái cửa hàng Và bên cạnh đó nó cũng có những cái loại như là mật ong Thưa quý vị người ta kêu mật ong nó rất là tốt Ở trong cái khu vực này và mật ong tốt hơn nữa như quý vị Và mật ong thật luôn ở trong cái uh, home goods Và những cái loại như đi ra những cái store khác là cái giá từ 35 tới 65 Cái loại mật ong Menuka Menuka là một cái loại mật ong thật đó thưa Thưa quý vị mà ở trong này thì có giá từ 12 đến 35 đô tại Home Goods mà thôi thì có rất là nhiều loại và trong đó có những loại như là kim chi mayo những cái loại sauce để mà quý vị đem đời nấu ăn hoặc là làm đủ thứ món hết nó đều có hết thưa quý vị hoặc là có những cái hộp như là làm uh, pasta hoặc là làm spaghetti nó bán nguyên vừa sauce vừa everything ở trong đó luôn cũng rất là đầy đủ và bên cạnh đó nó cũng có những cái loại nốt nó có tất cả các loại nốt ở đây thưa quý vị trong đó các loại nốt macarner mà mà quý vị ở bên hawaii mà lê thái vừa mới nói đó những cái loại nốt đó trong này cũng lúc là rẻ hơn ở những cái store khác rất là nhiều và bên cạnh đó nếu quý vị nào mà ăn kiêng không có ăn cái loại đường thì nó có bán những cái loại đường là sugar free nhưng mà thay thế cho đường thưa quý vị và những cái bao đường này cũng rất là rẻ và trong đó nó cũng có những cái trái cây mà trái cây khô đó và tất cả mọi thứ nữa cho nên giống như là almond nè thưa quý vị và khô nè bột nè nó có đầy đủ tất cả những cái gia dụng ở trong đó hết nhà dạ vâng cẩm ơn chị Như Huyền đã đưa đến một loại các thông tin về những cái loại hạt mà mà lại Thái đã nhắc trong cái chương trình ngày hôm qua thưa quý vị. và kính thưa quý vị, sỏi thận hay là sỏi mật là một trong những một số cái bệnh mà chúng ta thấy rằng nó vô cùng nguy hiểm nếu mà chúng ta không được can thiệp bởi mà chúng ta tán sỏi hoặc chúng ta uống những cái loại thuốc hoặc là những cái loại nước để cho nó cái viên sỏi nó ra bằng cái đường tiết niệu. Và ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin vô cùng ý nghĩa mà hẳn rằng là những cái quý vị nào mà chúng ta bị cái chứng bệnh mà sỏi thận thì chúng ta rất là vui. Cái thưa quý vị, loại hydro, uh, hydro gel mới do một cái công ty Đức phát triển và nó có thể giúp cho các bác sĩ người ta xử lý triệt để cái vấn đề sỏi thận ở trong cơ thể bệnh nhân. À, dù một số viên sỏi thận nó có thể điều trị bằng thuốc thôi quý vị nhưng những cái viên lớn thường thì nó bị vỡ ra à, bởi vì chúng ta bắn tia laser vào cái nội để chúng ta nội soi và nhằm tìm kiếm cái giải pháp hiệu quả hơn thì tất cả các nhà khoa học ở cái công ty khởi nghiệp à, Purnum thuộc viện công nghệ sản xuất và vật liệu cao cấp của Frank Hofer phát triển một cái loại hai mới có thể loại bỏ những cái mẫu sỏi à, nhỏ nhất còn sót lại ở trong cái quả thận của chúng ta. Vì hiện nay thì các bác sĩ thường luôn một cái ống nội soi dài và mỏng vào cái niệu đạo tới cái vị trí mà cái khối à, khối sỏi đó thưa quý vị và nhờ cái camera quang học bên trong cái ống thì bác sĩ người ta phẫu thuật sử dụng những cái tia laser tích hợp để mà làm vỡ sỏi thận thành nhiều mảnh nhỏ. Những cái mẫu sỏi lớn có thể thu thập bằng tay không qua dụng cụ gấp nhỏ nhưng các mẫu nhỏ hơn thì thường bị để lại và để đào thải tự nhiên qua đường nước tiểu. Tuy nhiên thì à, chúng có khả năng là trở nên lớn hơn khi mà nó không có bị được đẩy ra ngoài khỏi cơ thể và với cái loại mà hydro gel này thưa quý vị có thể nó làm vỡ cái khối sỏi bằng tia laser và có thể người ta luồn nó vào bên trong để mà lấy những cái mẫu lớn hoặc là cái mẫu nhỏ thông thường ở trong cái cái sỏi cái cái, cái cái sỏi ở trong thận của chúng ta và cái chất xúc tác này là nó được nhuộm màu màu xanh giống như cái chất này thưa quý vị và người ta sẽ đưa vào tim vào bên trong cái cái, cái thận của chúng ta để mà nó hình thành một cái khối treo đàn hồi bao bọc tất cả các mẫu cái sỏi thận nhỏ ở bên trong và qua phương pháp nội soi thì bác sĩ có thể gấp ra cả khối treo và lấy ra khỏi bệnh nhân từ niệu đạo những cái viên sỏi nhỏ lớn này nọ ở trong cái niệu đạo của chúng ta ra và có thể cái cái dụng cụ này cái hydro treo này thưa quý vị trong tương lai thì có thể sớm đưa ra thị trường trong Đức trong cái quý 2 năm nay với một cái tên gọi khác đó là Medinic Basic À, chúng ta hy vọng rằng là trong một cái thời gian nữa thì à, những cái chứng bệnh này nó rất là dễ dàng cho y học để người ta có thể chữa hoặc là lấy sỏi thận ra vô cùng dễ dàng cho bệnh nhân đúng không chị Nhi Huyền? Đúng rồi. Dạ vâng và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 cà phê sáng của tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay Lê Thái và Nhi Huyền xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.